chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu của BenQ với mã sản phẩm là MX525. Thì cái chiếc máy chiếu BenQ MX525 mình cũng đã giới thiệu với các bạn ở cái video clip lần trước rồi. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành lướt qua những cái tính năng cơ bản trên cái chiếc máy chiếu BenQ MX525. Thì cái chiếc máy chiếu này mình đã kết nối với cái chế độ phát iMac 3D thông qua cái cổng HDMI. Đó, thì như bạn thấy là trên màn chiếu là cái biểu tượng cái logo của iMac 3D. Đó, thì đây là cái remote của chiếc máy chiếu BenQ MX525. Thì với cái nút menu là nút bạn có thể tùy chỉnh những cái thông số về display, về picture cũng như những cái thông số hệ thống khác sao cho cái giúp cho cái chất lượng hình ảnh khi được chiếu trên màn chiếu nó được tốt nhất. Đó. Thì khi bạn bấm cái nút menu này thì nó sẽ hiện ra một cái hộp hội rất là nhiều những cái mục, chẳng hạn như là một picture hay một display là cái mục mà bạn đáng quan tâm nhất. Thì ở đây mình sẽ phóng to lên cho các bạn. Đó, thì ở cái mục đầu tiên là cái mục display, thì nơi bạn có thể chỉnh cái màu của cái tường khi chiếu, work color. Bạn có thể chỉnh làm sao cho nó phù hợp với cái mục đích sử dụng của bạn. Ngoài ra thì bạn còn có thể tùy chỉnh được cái aspect ratio là cái tỷ lệ độ hiển thị, và hãy chỉnh qua 4:3, 16:9, 16:10 hay để auto cũng được, tùy theo mục đích mà bạn đang sử dụng cái chiếc máy chiếu, để xem phim hay là để thuyết trình hay là để giảng dạy hội họp gì đó, vân vân. Và cái mục keystone rất quen thuộc, giống như những dòng máy chiếu khác, thì đây là cái mục giúp bạn lại chỉnh theo cái độ nghiêng, tùy chỉnh cái độ nghiêng của cái hình thang, giúp cho cái hình ảnh được hiển thị tốt nhất trên cái màn ảnh khi trình chiếu bằng cái chiếc máy chiếu BenQ MX525. Đó, còn rất là nhiều ở đây, chẳng hạn như là cái mục 3D, bởi vì trên cái chiếc máy chiếu BenQ MX525 này là cái chiếc máy chiếu có hỗ trợ cái 3D, cho nên cái tính năng 3D này bạn có thể tùy chỉnh theo cái 3D mode, chẳng hạn như là side by side, top bottom, vân vân, rất là nhiều. Ngoài ra thì trên cái chiếc máy chiếu này còn trang bị thêm cái teaching template, thì đây là cái mục giúp bạn có thể sử dụng cái tính năng của cái chiếc máy chiếu BenQ MX525 này hiệu quả hơn khi giảng dạy hay là khi hội họp. Chiếu trên bảng trắng hay bảng đen giúp cho cái chất lượng hình ảnh khi chiếu trên bảng nó sẽ được tốt hơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói qua cái mục picture, thì đây là nơi bạn có thể tùy chỉnh những cái thông số để giúp cho cái hình ảnh khi được trình chiếu trên cái màn chiếu được tốt hơn, chẳng hạn như là cái độ sáng, độ tương phản hay là cái brilliant color giúp cho cái màu sắc được trung thực cũng như là sống động hơn. Đó, rất là nhiều ở đây. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái chiếc đọc phát iMac 3D này để phát một vài bộ phim để chúng ta có thể trải nghiệm được cái khả năng cũng như là cái chất lượng trình chiếu hình ảnh trên màn chiếu của chiếc máy chiếu BenQ MX525 này nó sẽ như thế nào. Đó, thì BenQ MX525 là một cái chiếc máy chiếu có kích thước khá là nhỏ gọn, thì bạn có thể sử dụng nó để xem phim hay là sử dụng nó trong các buổi thuyết trình, seminar, hội họp mà không tốn quá nhiều diện tích. Đồng thời cái chất lượng hình ảnh trình chiếu của chiếc máy chiếu này cũng khá là ấn tượng. Thì bây giờ mình sẽ mở một bộ phim nào đó cho các bạn xem. Như bạn thấy là cái chất lượng hình ảnh nó khá là đẹp. Thì có thể qua những video này thì bạn không có cảm nhận cũng như là thấy được hết cái chất lượng thực sự về cái khả năng trình chiếu cũng như là chất lượng hình ảnh khi trình chiếu bằng cái chiếc máy chiếu BenQ MX525 này. Thì để có những trải nghiệm tốt nhất thì mời bạn đến Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất. Và dĩ nhiên là việc trải nghiệm này hoàn toàn miễn phí và Vida rất là chào đón các bạn. Region where they've ordered the destruction of a network of caves by sundown tonight. I believe that these caves may contain a critical missing piece of our history. If I'm found dead, please know that I entered this country of my own free will, fully knowing that the punishment for trespassing here is burial up to your neck in sand, and having a lot more pushed on top of you. À, mình sẽ mở thêm một cái bộ phim nữa.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip lần sau. Chào các bạn.